Xin chào tất cả các anh chị em yêu Lan. Vừa rồi thì cũng có rất nhiều anh chị em có đề nghị mình là làm một video chia sẻ về quy trình chăm sóc cây lan, tức là quá trình mà chúng ta sử dụng phân thuốc rồi là để chúng ta chăm sóc và chúng ta phòng và chữa bệnh cho cây lan. Hôm nay thì mình mới có thời gian và mình làm video này để chia sẻ với anh chị em. Anh chị em nào mà thấy cái phương pháp của mình nó phù hợp thì anh chị em có thể là tham khảo và anh chị em áp dụng cho những cái vườn lan của bạn, cho những cái giò lan của các bạn. Quy trình sử dụng phân thuốc và phòng và chữa bệnh ở vườn của mình là như sau. Mình chia sẻ với các bạn sử dụng trong một tháng nha anh chị em nhé. Đấy, thì đầu tiên là ngày mùng 1 thì anh chị em sử dụng nước vôi trong để anh chị em phun phòng cho mình. Đấy. Và nếu như mà anh chị em không sử dụng nước vôi trong thì anh chị em có thể là sử dụng cái nấm đối kháng Trichoderma ấy, anh chị em phun cho mình với cái liều lượng là 1 cho đến 3 gram nấm Trichoderma trên 1 lít nước nha các bạn nhé. Đến ngày mùng 3 thì là anh chị em phun cho mình cái dịch nha đam. Đấy. Và nếu như mà anh chị em không sử dụng dịch nha đam thì anh chị em có thể là sử dụng cái vitamin B12 với cái liều lượng là 2ml trên 1 lít nước. Đấy. Và đến ngày mùng 6 thì anh chị em sử dụng cho mình là bón phân NPK. Đấy. Thì bón phân NPK thì anh chị em có thể là sử dụng phân 30-10-10 hoặc là phân 20-20-20 đều. Nó tùy vào cái phân mà chúng ta sử dụng trong từng giai đoạn nha anh chị em nhé. Đấy, và khi mà sử dụng phân NPK ấy, thì anh chị em sử dụng thêm cho mình là B1 là 5 giọt, Superthyme là từ 1 cho đến 2 giọt, và Biorot thì anh chị em sử dụng cho mình là khoảng độ từ 5 cho đến 10 giọt. Và những cái cây lớn thì anh em có thể là sử dụng Biorot với cái liều lượng nó từ 1 cho đến 2ml. Đấy là ngày mùng 6. Và đến ngày mùng 9 thì anh chị em có thể là sử dụng cái nước vo gạo, anh chị em tưới cho cây lan thì anh chị em gom cái nước vo gạo lại và anh chị em gạn lấy cái nước trong và anh chị em tưới cho cái cây lan đến ngày mùng 9. Tiếp theo đó thì đến ngày 12 thì anh chị em sử dụng cái GE gừng với cái liều lượng là 2ml trên 1 lít nước và anh chị em tưới cho cây lan. Sau đó thì đến cái ngày 15 thì chị em lại sử dụng nước vôi trong, anh chị em tưới cho cây lan, giúp cho cái việc mà sát khuẩn và phòng chống cái bệnh tật cho cái cây lan. Và nếu như mà các bạn không sử dụng nước vôi trong thì các bạn cũng có thể là sử dụng nấm Trichoderma nha các bạn nhé. Hoặc là bạn có thể sử dụng cái sản phẩm mà như là Bencona, rồi sản phẩm chống thối của Ngọc Linh để các bạn phun. Đấy, còn như ở mình đây thì mình sử dụng cái nấm Trichoderma. Đấy. Và đến ngày 15 ấy thì là mình lại quay lại cái chu kỳ của từ ngày mùng 1 đến ngày 15 nha anh chị em nhé. Đấy, thì là tiếp theo đó thì đến ngày 18 thì mình lại sử dụng dịch nha đam hoặc là vitamin B12. Đấy, rồi là đến ngày 21 thì là mình lại sử dụng đến cái B1 này, Superthyme này, Biorot này và cái phân NPK. Và nếu như mà anh chị em nào mà không sử dụng phân NPK thì anh chị em có thể là sử dụng cái đạm cá nha các bạn nhé. Sử dụng đạm cá để thay thế, đạm cá tức là cái đạm hữu cơ ấy, nó thay thế cho đạm vô cơ. Đấy, thay thế cho cái phân vô cơ. Rồi đến ngày 24 thì anh chị em có thể là sử dụng dịch chuối với cái liều lượng là 2ml trên 1 lít nước. Đấy, 2ml trên 1 lít nước nha anh chị em nhé. Rồi đến ngày 27, đến ngày 27 thì anh chị em có thể là sử dụng cái Rot Plex đây. Đấy. Với cái liều lượng là 1ml trên 1 lít nước và anh chị em tưới cho cây lan. Và từ ngày 27 cho đến ngày mùng 1 thì anh chị em cho cây lan nó nghỉ, tại vì nó cũng chỉ có 3 đến 4 ngày thôi, thì mấy cái ngày đó thì cho cây lan nó nghỉ. Đấy. Và trong quá trình sử dụng phân thuốc thì anh chị em chú ý cho mình. Đây, anh chị em chú ý cho mình và mình sẽ quay cái lịch
lịch phân thuốc để anh chị em xem, anh chị em tham khảo. Và các bạn cũng có thể là chụp ảnh màn hình lại nha các bạn nhé. Đây này, chụp ảnh màn hình lại để chúng ta sử dụng cho nó tiện. Đấy. Trong quá trình mà sử dụng phân thuốc này thì anh chị em có thể là thay thế cái nước vo gạo bằng cái Rot Eplex. Cái thứ hai là cái phân NPK 30-10-10 hoặc là phân 20-20 đều thì anh chị em có thể là sử dụng thay phiên nhau. Tức là hai lần chúng ta sử dụng 30-10-10 thì chúng ta có thể chuyển sang một lần sử dụng 20-20-20 đều để cho nó cân đối. Rồi là trong quá trình mà chúng ta sử dụng ấy, thì chúng ta có thể là bổ sung thêm cái chất chung và vi lượng. Cái chung và vi lượng nha các bạn nha. Ví dụ như là anh chị em có thể là sử dụng cái Super Maze này. Đấy, giúp cho cái cây lan của chúng ta nó không bị bạc lá. Đấy, rồi là ngoài ra thì trong quá trình sử dụng đó thì anh chị em cũng có thể là sử dụng những cái phân VK như là VK Humat này này, giúp cho nó dày lá và nó phát triển cái bộ rễ. Rồi là anh chị em cũng có thể là sử dụng cái lân đỏ đậm đặc này. Khi mà cái cây lan của chúng ta bón cái NPK 30-10-10 mà nó non quá ấy, thì chúng ta sử dụng cái phân lân đỏ đậm đặc này để cho nó tạo nên cái chất xơ và nó làm cho cây của chúng ta nó cứng, nó đanh hơn, để nó đỡ bị bệnh tật. Và cũng có thể là sử dụng cái Ami Green này. Đấy, thì chúng ta có thể là bổ sung những cái thứ đó. Và ngoài ra thì sau một cái chu kỳ, tức là đến cái ngày 27 rồi, thì anh chị em cũng có thể là sử dụng một cái sản phẩm là cái thuốc tẩm màn như này để chúng ta xua đuổi côn trùng. Đấy, thì trong quá trình mà sử dụng thì cứ 3 ngày thì là chúng ta phun một trong những cái loại trên. Và nếu như mà chúng ta 3 ngày đó mà chúng ta phun rồi, sau đó thì chúng ta lại muốn sử dụng những cái sản phẩm bổ sung như là Ami Green, rồi là lân đỏ đậm đặc, hoặc là những cái thành phần như là VK Humat này chẳng hạn, rồi là Super Maze, rồi là Cambi Nhật. Đấy, Cambi Nhật chẳng hạn. Thì những cái sản phẩm đó anh chị em sử dụng bổ sung ấy, thì anh chị em có thể là ngừng một cái sản phẩm nào đó để chúng ta sử dụng một trong những cái sản phẩm này. Và chúng ta không nên bón phân nó quá điều độ, tức là nó quá nhiều nha các bạn nha. Nếu như mà anh chị em mà chăm sóc và thực hiện theo cái công thức này của mình thì mình đảm bảo rằng là cây lan của bạn nó sẽ phát triển và nó sẽ không bao giờ nó bị sốc phân, sốc thuốc nha các bạn nhé. Và trong quá trình sử dụng các cái loại phân thuốc ấy, thì các bạn có thể là thay thế những cái sản phẩm như là cái sản phẩm Bencona, Fisan, có thể là thay thế cho cái nước vôi trong cũng được. Thế nhưng mà có một điều lưu ý như thế này, là nếu như mà anh chị em sử dụng cái phân, anh chị em sử dụng cái nấm đối kháng Trichoderma thì chúng ta không sử dụng phân hóa học, tức là chúng ta thay thế cái phân NPK, rồi là Super Thai Maze, rồi Super Thai, rồi là Biorot, rồi là các thứ đó thì chúng ta không sử dụng, mà chúng ta thay thế cái phân NPK và Biorot rồi là Super Thai đó thì chúng ta thay thế bằng cái đạm cá nha các bạn nhá. Thì cái thằng nấm Trichoderma nó mới đảm bảo và nó mới không bị chết. Còn nếu như chúng ta sử dụng thuốc hóa học ấy, thì nó sẽ bị những cái con nấm đó nó cũng bị tiêu diệt, nên là nó không có tác dụng nha các bạn nhá. Nhất là những anh chị em mà ở cái khu vực như là chúng ta chỉ có một cái ban công nho nhỏ thôi, chúng ta muốn chăm sóc theo cái phương pháp hữu cơ ấy, thì anh chị em chăm sóc theo cái phương pháp đó cho mình. Và anh chị em cũng không nên sử dụng cái thằng nước vôi trong nha các bạn nhé. Đấy, tại vì chúng ta sử dụng cái thằng nấm Trichoderma rồi thì chúng ta không sử dụng nước vôi trong nữa, mà nấm Trichoderma nó thay thế cho cái nước vôi trong. Và chúng ta
khi mà sử dụng nấm thì chúng ta loại bỏ những cái chất hóa học đi, chúng ta chỉ sử dụng những cái chất mang tính chất hữu cơ thôi nha các bạn nhé. Đấy, thì mình chia sẻ như thế và mình xin kết thúc video chia sẻ hôm nay ở đây. Đức Hoa Lan xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở các video tiếp theo.